Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi làm nông nghiệp có giàu được không? Trở thành triệu phú nhà nông có phải là điều không tưởng? Thật ra, không chỉ có thành phố mà bạn có thể làm giàu tại nông thôn của mình hiệu quả đấy. Với mọi ngành nghề, làm giàu không khó, nhưng để có thể làm giàu được thì bạn cần phải có ý tưởng, có định hướng, mục tiêu và có sự đam mê. Các bạn cần mạnh dạn đầu tư thì mới nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, dựng nên cơ đồ hoành tráng trên chính quê hương của mình. Nhắc đến nông thôn, người ta sẽ nghĩ ngay đến những vùng đất nghèo nàn, buồn tẻ, quanh năm chỉ gắn liền với ruộng vườn, trồng cấy và chăn nuôi. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ phù hợp với nông thôn của ngày xưa. Còn ngày nay, hầu hết các vùng nông thôn đều rất phát triển và trở nên sầm uất, nhộn nhịp với đủ mọi hàng hóa, dịch vụ tiện nghi. Sở dĩ nông thôn phát triển như vậy là bởi vì nơi đây tồn tại những tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thực sự là một thiên đường lý tưởng cho những ai khao khát làm giàu, biết tận dụng cơ hội để vươn lên. Bạn có dự định bỏ thành phố để về quê nuôi cá, trồng thêm rau hay không? Vậy những mô hình kinh doanh nào nhanh chóng hái ra tiền tại nông thôn? Các bạn hãy cùng bí quyết thành công tìm trong video này nhé. Thứ nhất, đầu tư vào mô hình VAC vườn ao chuồng. Mô hình VAC vườn ao chuồng là một mô hình vô cùng quen thuộc với người dân ở những vùng nông thôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã lỗi thời. Đây chính là cơ hội cho bạn nào ở vùng nông thôn. Nếu bạn sở hữu một diện tích vừa đủ thì đây hoàn toàn là một cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn. VAC là mô hình trang trại kết hợp vườn ao chuồng, tức là trên một mảnh đất bạn có thể vừa canh tác trồng trọt các loại cây ăn quả hay là rau, v.v. vừa chăn nuôi các loại thủy sản như cá, tôm, cua và vừa chăn nuôi các loại gia súc gia cầm. Mô hình này được áp dụng rộng rãi tại các vùng nông thôn, những hộ gia đình có đất đai rộng lớn và khí hậu thời tiết thuận lợi. Về vốn đầu tư thì khoảng 150 đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện của từng hộ gia đình. Trong đó 20 đến 30 triệu là đầu tư cho trồng trọt, cây cối, phân bón. 30 đến 50 triệu là đầu tư cho ao cá, tôm, còn lại 80 đến 100 triệu là đầu tư cho chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Sau đó thì bạn chăm sóc và nuôi trồng đúng cách, bạn có thể thu về những khoản lời không tưởng. Thứ hai, mô hình trồng rau sạch. Ngày nay nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người dân đang tăng cao để đảm bảo sức khỏe, nhưng thị trường lại thiếu đi nguồn cung cấp. Vậy thì hãy bắt đầu đầu tư vào mô hình trồng rau sạch, có thể làm giàu bởi đây cũng là một trong những cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn. Nhưng để có thể khởi nghiệp thành công với cách làm giàu đơn giản từ mô hình trồng rau sạch, bạn cần phải chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng. Cụ thể như sau, vốn đầu tư, phụ thuộc vào điều kiện của bạn, nếu bạn chưa có đất đai, cơ sở hạ tầng, thì bạn sẽ phải thuê đất và số vốn sẽ cao hơn. Vào quy mô mà bạn muốn đầu tư, hàng trăm triệu cho quy mô nhỏ và hàng tỷ đồng cho quy mô vừa. Địa điểm, nếu bạn đã có sẵn đất thì bạn cần cải tạo lại đất cho tơi xốp. Còn nếu bạn chưa có đất thì nên chọn địa điểm có diện tích rộng khoảng 300-500m², nguồn nước sạch, khí hậu, thời tiết thuận lợi. Hạt giống, có thể thu mua tại các công ty, đại lý cung cấp hạt giống hoặc tại các trung tâm cây giống để có thể có những hạt giống tốt nhất, đảm bảo chất lượng. Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của bạn. Bạn cần đảm bảo được độ sạch, độ tự nhiên, không sử dụng chất kích thích, không thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc trừ sâu. Ngoài ra, bạn không chỉ cung cấp rau sạch cho người dân, người bán buôn hay các chợ đầu mối. Nếu chất lượng rau của bạn tốt thì bạn có thể cung cấp cho các đại lý hay siêu thị, thậm chí là xuất khẩu. Từ đó bạn có thể đem về cho mình một khoản lời khổng lồ. Thứ ba, học cách làm giàu từ quay video YouTube và TikTok. Ngày nay nhờ vào sự phát triển vượt bậc của công nghệ và kỹ thuật, người dân nông thôn dần có xu hướng hội nhập các trang mạng xã hội nhiều hơn. Hai trang mạng xã hội được yêu thích nhất hiện nay là YouTube và TikTok. Các trang mạng xã hội này là nơi giải trí, chia sẻ những thú vui cùng bạn bè và người thân. Và đặc biệt là các bạn có thể kiếm tiền được từ hai kênh mạng xã hội này nhờ việc quay video. Đối với YouTube, bạn có thể đăng ký tài khoản và đăng tải các video lên trang của bạn. Số tiền bạn kiếm được sẽ phụ thuộc vào số lượt xem và tương tác với trang của bạn. Vậy nên bạn cần lên kế hoạch nội dung thật tỉ mỉ, chu đáo để thu hút người xem và tìm các ý tưởng làm giàu độc đáo để làm nổi bật bản thân. Bên cạnh cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn từ YouTube, mạng xã hội rất được ưa chuộng hiện nay là TikTok cũng sẽ khiến bạn không thất vọng. Bạn có thể kiếm được bộ tiền từ việc quay video trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, số tiền bạn kiếm được không phải đến từ lượt tương tác hay xem video, mà tiền sẽ đến với bạn nếu bạn đủ hot và nhận quảng cáo cho các sản phẩm. Và nếu nội dung bạn đủ độc đáo, nếu may mắn thì bạn sẽ trở thành một hiện tượng trên TikTok hoặc YouTube để các nhãn hàng biết đến bạn. Từ đó bạn nhận quảng cáo cho họ và tha hồ đếm tiền thôi. Thứ tư, chăn nuôi lợn.
Học cách làm giàu ở nông thôn từ chăn nuôi lợn đang là xu hướng được nhiều người áp dụng. Nhưng để hiệu quả, bạn cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề. Tìm đầu ra cho sản phẩm. Nếu nuôi heo nái bán con giống, thì cần liên hệ được với các trang trại nuôi lợn thịt để xuất con giống. Nếu nuôi lợn thịt thì phải tìm được các mối tiêu thụ như các lò mổ, các siêu thị lớn. Số lượng ít thì làm mối với các thợ ba toa. Nói tóm lại, bạn phải tìm được đầu ra trước khi bắt đầu. Vì khi lợn đã được xuất chuồng mà chưa có đầu ra sẽ rất tốn kém chi phí duy trì, trong khi sản lượng tăng thêm không đáng kể. Thứ 5, nuôi cá tôm theo vùng miền. Một hình thức kinh doanh làm giàu từ nông nghiệp cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là nuôi cá. Cá là nguồn thực phẩm được sử dụng rộng rãi, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc tiêu thụ sản phẩm này. Ngành nuôi cá hiện nay thường phổ biến với các loài cá da trơn như cá tra, cá ba sa, v.v. hoặc những loài cá nước ngọt như cá chấm, cá chép, cá quả, cá rô phi hay là rô đồng. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị và đầu tư là không gian mặt nước, chọn lọc con giống, thức ăn cho cá và các kiến thức chăn thả phòng dịch bệnh. Tiếp theo là hãy nghĩ đến thị trường đầu ra. Bạn có thể liên hệ với những cửa hàng, siêu thị hay đầu mối buôn để việc kinh doanh được thuận lợi. Ngày nay, việc làm ở thành phố đang ngày càng khan hiếm và công cuộc tìm việc làm đang ngày càng khó khăn. Càng ngày, càng nhiều thanh niên bỏ về quê để lập nghiệp thay vì chọn làm việc với mức lương chỉ đủ để chi tiêu, không có khoản tiết kiệm nào trên thành phố. Đó cũng là một ý tưởng không tệ, dù làm giàu nông thôn gặp muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần có quyết tâm, bạn sẽ sớm thành công. Có cung mài sắt, có ngày nên kim, đúng không các bạn? 5 ý tưởng kinh doanh đầu tiên tại nông thôn đã được bật mí với các bạn rồi. Tuy nhiên, đã chưa phải tất cả mô hình độc đáo mà bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đâu. Vậy rốt cuộc, có những cách kinh doanh nào giúp bạn sớm thu bội tiền tại nông thôn? Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo ngay sau đây nhé! Thứ 6. Dịch vụ cho thuê xe chở hàng. Nếu bạn đang tìm cho mình một ý tưởng làm giàu ở nông thôn, thì dịch vụ cho thuê xe chở hàng là một cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn khá lý tưởng. Hiện nay, người dân ở nông thôn vẫn đang làm trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ chở hàng như lúa, gạo, khoai hay các con vật nuôi, con giống, thức ăn chăn nuôi là rất lớn. Số vốn mà bạn cần đầu tư không quá nhiều, tầm khoảng 50 đến 100 triệu cho 5 đến 10 chiếc xe chở. Nếu ít vốn, bạn có thể bắt đầu với một chiếc xe ba gác hay xe tải nhỏ. Còn nếu bạn có nhiều vốn, bạn có thể đầu tư nhiều hơn như mua máy cày, xe tải lớn, v.v. Bạn có thể áp dụng hình thức cho khách thuê theo độ dài quãng đường đã đi, theo ngày, theo mùa vụ hoặc có cả dịch vụ đưa đón, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, bạn cần chú trọng và quan tâm đến chất lượng dịch vụ, tạo dựng được sự uy tín, thương hiệu trong lòng người dân. Để họ tin tưởng, tín nhiệm thì bạn sẽ có được một lượng khách hàng ổn định. Đây là một điều rất được ưa chuộng hiện nay. Thứ 7. Mô hình trồng nấm. Dù ở nông thôn hay thành thị, nấm vẫn luôn là một mặt hàng rất được ưa chuộng và yêu thích trên thị trường, bởi vì nó có thể chế biến ra nhiều món ngon và bổ dưỡng. Vì thế, việc kinh doanh đầu tư mô hình trồng nấm cũng là một trong những cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn mà bạn nên hướng tới. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 20 đến 30 triệu là đã có thể bắt đầu kinh doanh một mô hình trồng nấm rồi. Cách làm giàu từ đống vốn nhỏ này rất hiệu quả. Hiện nay trên thị trường, nấm có giá trị khoảng 35 đến 40 nghìn đồng trên 1 kg. Mỗi ngày bạn bán ra khoảng từ 30 đến 50 kg cho người dân hoặc cung cấp cho các xưởng, các chợ đầu mối, thì một ngày bạn có thể thu về từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng. Như vậy, sau một tháng, trừ đi các chi phí khác thì bạn vẫn có thể thu về một khoản lời kha khá. Việc thu hoạch nấm cũng khá nhanh, từ 3 đến 5 tháng chỉ cần bạn biết cách nuôi trồng, chăm sóc và bảo quản tốt. Bạn cũng có thể kinh doanh nhiều loại nấm khác nhau như nấm rơm, nấm bảo ngư, nấm kim châm để tăng độ đa dạng của sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú trọng đến chất lượng nấm, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho khách hàng, để từ đó tạo nên sự uy tín về chất lượng sản phẩm và có thể thu hút thêm nhiều khách hàng hơn. Cách làm giàu từ nấm thật hấp dẫn đúng không? Thứ 8. Mở cửa hàng tạp hóa. Nếu bạn muốn học cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn, thì tại sao bạn không nghĩ đến ý tưởng mở một cửa hàng tạp hóa ở đó? Mở cửa hàng tạp hóa dù ở nông thôn hay thành thị đều luôn là ý tưởng không tồi. Nơi đây cung cấp những mặt hàng tiêu dùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của người dân nên nhu cầu của khách hàng là rất lớn. Chính vì thế, trước khi quyết định kinh doanh, bạn cần lên một kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng để đảm bảo làm giàu nhanh. Vốn đầu tư, tầm khoảng từ 30 đến 50 triệu. Địa điểm nên là các nơi đông dân, nhiều tuyến đường qua lại như các khu chợ, trường học, v.v. Nguồn hàng, có thể lấy nguồn hàng từ các chợ đầu mối, siêu thị bán buôn hoặc nhập từ nước ngoài. Nhưng phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và hạn sử dụng. Mặt hàng là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mắm, muối, đường, bánh kẹo, sữa, v.v. vô cùng đa dạng và phong phú. Sắp xếp cửa hàng,
luôn sạch sẽ, gọn gàng, logic, thuận tiện cho khách hàng tìm kiếm mua đồ. Như vậy có thể thấy việc đầu tư làm giàu nhờ mở một cửa hàng tạp hóa để làm giàu ở nông thôn là một ý tưởng hoàn toàn hợp lý và có thể đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận khá lớn. Thứ 9. Kinh doanh hoa tươi. Một ý tưởng nữa mà bạn không thể bỏ qua để học cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn là kinh doanh hoa tươi. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ hoa tươi trên thị trường đang rất lớn, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, các ngày lễ kỷ niệm. Nên việc kinh doanh hoa tươi không phải chuyện khó. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng từ 10 đến 15 triệu bao gồm các chi phí sau. Mặt bằng, ưu tiên những nơi đông dân cư, nhiều người qua lại. Nội thất, sắp xếp cửa hàng một cách sạch sẽ, thoáng mát, sáng sủa, thân thiện với môi trường. Nguồn hàng, có thể lấy hàng từ các chợ đầu mối, các vườn hoa hoặc chính bạn có thể tự trồng, nhưng phải đảm bảo chất lượng hoa tươi, đẹp và mới. Một số chi phí khác, như chi phí dự trù cho những rủi ro, chi phí quảng cáo, mở rộng đầu tư, v.v. Mô hình làm giàu mới này rất được ưa thích, dù là bạn kinh doanh hoa tươi theo hình thức mở cửa hàng hay bán trực tiếp tại vườn, thì điều quan trọng nhất tạo nên thành công chính là bạn phải biết cách chăm sóc hoa. Hoa cần phải tươi, mới, không được héo và giữ được lâu. Ngoài ra bạn cũng cần chú trọng trong việc chọn các loại hoa sao cho phù hợp với khí hậu, thời tiết để chất lượng hoa đạt mức cao nhất có thể. Thứ 10. Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu. Một trong những cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn mà bạn không nên bỏ qua đó là kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu. Bởi đây là một sản phẩm quan trọng đối với bà con nông dân, bởi nó giúp ngăn ngừa sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng. Trước hết bạn cần phải nghiên cứu kỹ thị trường và xác định khách hàng tiềm năng, tìm đầu ra cho sản phẩm. Sau đó bạn cần tìm có giấy phép hành nghề, rồi tìm cho mình một nguồn cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu uy tín, chất lượng để đảm bảo an toàn, bởi đây là yếu tố quyết định đến thành công của bạn. Bên cạnh đó, ngoài vốn đầu tư chính, bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một nguồn vốn dự trữ để phòng trừ những rủi ro bất chắc. Hình thức này sẽ là lựa chọn hấp dẫn nếu bạn ở nông thôn. Và một cách giúp bạn thuận tiện hơn trong việc học hỏi các phương thức làm giàu khác từ nông nghiệp, USB Sách Nói chính là một người bạn không thể thiếu đấy. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu. Do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Trên đây là những người làm giàu ở nông thôn cho những ai say mê khởi nghiệp, muốn thử thách bản thân. Làm giàu đã khó, về nông thôn kiếm tiền còn khó hơn. Nhưng nếu năng động, biết nắm bắt được thị trường, biết cách làm ăn thì chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng thu về trái ngọt. Và nếu bạn chưa biết nên khởi nghiệp ở quê nhà như thế nào thì hãy tham khảo ngay 10 mô hình kinh doanh nhanh giàu tại nông thôn. 1. Đầu tư ở mô hình vườn ao chuồng. 2. Mô hình trồng rau sạch. 3. Học cách làm giàu từ quay video YouTube và TikTok. 4. Chăn nuôi lợn. 5. Nuôi cá tôm theo vùng miền. 6. Cho thuê xe chở hàng. 7. Mô hình trồng nấm. 8. Mở cửa hàng tạp hóa. 9. Kinh doanh hoa tươi. 10. Kinh doanh phân bón.